Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm trên địa bàn tỉnh lại xảy ra hàng chục vụ tai nạn đuối nước, hầu hết là trẻ em và chủ yếu xảy ra trong dịp hè. Dạy bơi và trang bị kiến thức phòng tránh đuối nước cho các em là hết sức cần thiết, nhất là đối với các em ở vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện học bơi và thiếu những sân chơi lành mạnh, an toàn. Hôm nay là một ngày đáng nhớ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thôn vùng sâu của xã Efe, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk. Từ nguồn tài trợ của nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và các anh chị đoàn viên thanh niên của xã đã đứng ra tổ chức khai giảng cho các em lớp học bơi miễn phí mang tên Em là cá voi xanh ngay tại thôn mình. Để đến được buổi khai giảng này là bao mong ước của các em suốt nhiều năm qua. Nói chung là về cái tình hình nông thôn ở đấy, bây giờ là nhiều trẻ con thì không biết bơi và nhiều không có chỗ bơi. Thì qua những cái lớp như thế này sẽ tạo cho được cho các cháu nó là có biết bơi và những cái trường hợp mà tránh những cái trường hợp mà thương tâm xảy ra. Chương trình Em là cá voi xanh đợt 1 năm 2024 với nguồn tài trợ 35 triệu đồng từ nhà hảo tâm với mong muốn giúp khoảng 100 trẻ em thuộc 9 thôn xa trung tâm và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học bơi trong dịp hè này. Tuy nhiên sau khi chương trình được phát động đã có trên 150 em đến đăng ký tham gia. Bên cạnh việc tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp hè này, xã Efe cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để thu hút các em tham gia sinh hoạt hè, hạn chế việc đi chơi ở những nơi có nguy cơ mất an toàn dẫn đến tai nạn thương tích. Các em ở vùng sâu, vùng xa thì cái điều kiện cơ sở vật chất không có, hai nguồn kinh phí cũng khó khăn, cho nên hy vọng của chính quyền địa phương là kết nối mạnh thường quân để thực hiện cái chương trình này mang tính chất lâu dài và trang bị cho em những kiến thức cơ bản về kỹ năng phòng chống đuối nước để các em được an toàn trong môi trường nước và giảm thiểu những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra trên địa bàn xã. Bằng sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn đội với những việc làm thiết thực cùng sự chung tay sẻ chia của các nhà hảo tâm, hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những chương trình hỗ trợ trẻ em, giúp các em nắm vững những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tai nạn thương tích, tạo cho các em có được sân chơi lành mạnh, an toàn, để các em có được những ngày hè ý nghĩa.